Chào quý vị và các bạn. Cửa hàng Bình Outdoor Đông có một mẫu ly bán với giá thanh lý đến anh em. Đó là mẫu ly cổ của Technic có mã là SU3150. Giá 2,5 triệu, tôi để giá 2 triệu đồng cho anh em chơi. Con này đặc biệt là nó có mất cái cần gạt ở cái đầu cần này. Đó. Như giải pháp thay thế đây. Giải pháp thay thế đó. Cho một cái đen đen to hơn một chút nữa và sẽ hợp lý ngay. 2 triệu đồng một cái âm ly mà bãi zin bãi xịn anh em nhá. Một cái cục dàn không có chỉnh bát chép anh em đã mua tầm hơn 1 triệu hoặc 2 triệu rồi. Cái này là một cái âm ly có chỉnh bát chép hoặc đầy đủ các tính năng, 2 triệu đồng. Thì em cảm nhận sao? Âm ly này đánh đầy đủ A B cộng B hay còn gọi là main và remote, đấy là đặc trưng của dòng Technic. Bát chép đầy đủ này, lao lớt đầy đủ này, cân loa này, đó. Cái này là cái này không dùng đến, nhưng mà nó không có đầu thì tôi cho cái đen đen này vào. Ok. Còn để chế độ là chế độ Sitte. Đây là các đường vào âm thanh. Anh em đang thấy tôi đấu là đường vào AUX thì tôi sẽ phải vặn AUX. Còn chỗ này mình sẽ để ở giữa volume. Đó. 2 triệu Việt Nam đồng. Nhưng anh em đừng nghĩ là 2 triệu mà nó không ra gì nhá. Nhiều khi là cứ đăng giá rẻ lên anh em lại nghĩ là nó đánh trả ra gì, nhưng mà các anh em sẽ cảm nhận được sau khi tôi mở ngay sau đây. Rất nặng và chắc chắn, bề ngang nó tầm 40 cm. Đôi loa B bên này, đôi loa A bên này. À, main và remote cứ gọi là 1 hoặc 2 đi. Bên này là 1 đôi, bên này 1 đôi, chứ mình không đấu thành hàng ngang. 100V, sản xuất tại Nhật Bản, 50W thôi. Nhưng ai mà nhìn vào watt thì sẽ không bao giờ chơi được những mẫu âm ly kiểu như này. Bởi vì nó là âm ly cổ. Các bác có những đôi loa cổ hoặc loa kiểu như tôi đang mở đây, hoặc là loa của bộ dàn các kiểu, đấu vào âm ly này được hết để nghe với nhu cầu đơn giản nhẹ nhàng. Mở lại được là âm ly, lại được là hàng bãi. 2 triệu Việt Nam đồng. Thông tin địa chỉ cửa hàng rất rõ trên tấm biển. Quý khách hàng có thể đến tận nơi xem hàng hoặc là tham khảo. Tôi sẽ mở to hơn anh em cùng nghe. Xem 2 triệu nó có ra 2 triệu không. Lao lớt thì bật, lao lớt thì bật. Phía trái có tiếng, phía phải có, đều hoạt động hoàn hảo. Tôi có người bát chép đều hoạt động hoàn hảo. Chắc chắn là chất lượng nó phải hơn những cái cục dàn mà tôi bán cho các bác. Chẳng qua những cục kia thì nó lại có những cái tính năng mà thú vị, giả sử như băng cassette hoặc FM, thì mỗi cái loại nó có một cái giá trị của nó. Nhưng nếu nói về chất âm thì cái âm ly thì lúc nào nó phải hơn gấp rất nhiều so với cục dàn. Điều đó là điều đương nhiên. Nhưng cái âm ly nó lại không có chạy đĩa CD, không có đĩa MD, không có FM, không có cassette. Đó là những cái khác nhau. Đó. Thì đấy là tôi phân tích để cho anh em nghe. Còn chất lượng của âm thanh thì âm ly nó gọi nó ở cái đẳng cấp khác so với cục dàn. Âm ly này chạy 4 sò nhí bác nha, các bác nha, sò nhí, than nhí ấy, tản nhiệt đây là nó bám vào tản nhiệt trong này. Hàng bãi zin hết. Cuộc đời sương gió chiến tranh nơi miền xa qua những vùng xa. Với nhu cầu đơn giản, nghe nhẹ nhàng, nghe đơn giản, anh em mua con âm ly này là một sự lựa chọn rất hợp lý. Tất nhiên nó sẽ không bao giờ bằng được những con âm ly to đùng phía dưới anh em nhé. Nhưng mà nó đủ sức trong tầm tiền để anh em có thể nghe hay trong tầm tiền. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.